Bảng H có thể không phải là bảng đấu kịch tính nhất hay diễn biến khó lường nhất, nhưng đây là nơi đã đưa người hâm mộ đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Ở đó chúng ta đã thấy một Ronaldo gạt đi mọi drama ngoài sân cỏ, bỏ sau lưng cả câu lạc bộ để rồi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup, cùng Bồ Đào Nha hiên ngang giành chiến thắng này đến chiến thắng khác. Chúng ta cũng đã loạn nhịp trước màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục do Hàn Quốc và Ghana tạo ra, đã chứng kiến những giọt nước mắt của Son Heung-min. Hay còn đó là nỗi thất vọng khi dàn hảo thủ của Uruguay vẫn chưa có nổi một bàn thắng. Tất cả những nguyên liệu hảo hạng để các thực khách chúng ta trông chờ vào bữa tối cuối cùng tại bảng H. Đây mới chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử Bồ Đào Nha đút túi 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng World Cup sau 2 lần vào các năm 1966 và 2006. Với 6 điểm ở trong tay, Bồ Đào Nha đã chắc cốp một tấm vé vào vòng knockout tại bảng H, thậm chí ngôi đầu khó tuột khỏi tay Ronaldo và các đồng đội. Với tầm thế đó, người ta chẳng còn lo lắng cho Bồ Đào Nha trước thêm lượt trận cuối cùng. Điều họ quan tâm lúc này với Seleção châu Âu là liệu trái bóng đã chạm tóc Ronaldo ở tình huống bàn thắng thứ 2 trận gặp Uruguay hay chưa. Và cả thông tin CR7 gia nhập một đội bóng ở Ả Rập Xê Út với mức lương 200 triệu euro một mùa liệu có chính xác không? Trước World Cup 2022, Bồ Đào Nha không được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos đã gây ấn tượng trong 2 trận mở màn. Và người hâm mộ Bồ Đào Nha hay thậm chí là fan của cá nhân Ronaldo có quyền mơ về một cái kết thật đẹp cho CR7 và đồng đội trên mảnh đất Qatar đầy gió và cát. Bồ Đào Nha đã trình làng cho cả thế giới một trong những tổ đội đồng đều nhất tại World Cup năm nay. Họ có những nhân tố nổi bật ở cả ba tuyến và sẵn sàng có những đấu pháp thích hợp cho từng đối thủ. Từ phòng ngự sang phản công đến đánh phủ đầu, đoàn quân huấn luyện viên Fernando Santos đều có thể triển khai. Trong đó, chính Bruno Fernandes đang là đầu tàu của Seleção châu Âu hiện tại. Sau khi thực hiện 2 đường kiến tạo đẳng cấp ngay ngày mở màn gặp Ghana, anh tiếp tục sánh vai người hùng khi trực tiếp ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Uruguay. Chính những khoảnh khắc đó đã đưa Bồ Đào Nha đến với vòng knockout World Cup lần thứ 5 trong lịch sử. Liên tục di chuyển, có mặt ở khắp mọi nơi trên sân là trạm trung gian quan trọng cho các đợt lên bóng của toàn đội. Đó là những gì Bruno Fernandes đã trình diễn trong 2 trận vừa qua. Không phải Ronaldo mà chính Bruno mới là nhân tố quan trọng nhất trên hành trình chinh phục cúp vàng của Bồ Đào Nha. Nhưng khi nghĩ đến việc đính lên ngực áo ngôi sao đầu tiên, Seleção châu Âu cần tập trung cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Dù đã chắc một suất đi tiếp, nhưng ngôi đầu bảng vẫn chưa nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos. Họ vẫn có nguy cơ rơi xuống vị trí nhì bảng. Nếu để thua Hàn Quốc đồng thời Ghana đánh bại Uruguay với tỷ số đậm, khi đó Seleção châu Âu sẽ chạm trán với Seleção Nam Mỹ. Chẳng ai muốn chạm mặt một ông kệ như Brazil ngay vòng 1/8 cả. Vì vậy Ronaldo và các đồng đội không được phép chủ quan. Một bài toán dành cho huấn luyện viên Fernando Santos ở trận đấu sắp tới là giữ sức cho các trụ cột. Nuno Mendes đã phải thay ra ở cuối hiệp 1 trong trận đấu với Uruguay. Nhiều khả năng anh sẽ không ra sân ở cuộc đối đầu với Hàn Quốc. Danilo Pereira cũng ngồi ngoài vì gãy xương sườn. Trước đó Pereira đã cặp trung vệ với Ruben Dias trong thắng lợi 3-2 của Bồ Đào Nha trước Ghana. Có thể Pepe sẽ chám vào vị trí của trung vệ 31 tuổi. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Hàn Quốc đang chịu sức ép khổng lồ từ chính quê nhà. Son Heung-min đã bị cộng đồng mạng xứ sở Kim Chi chỉ trích không thương tiếc khi anh chưa thể lập công đưa mãnh hổ châu Á đến với chiến thắng. Họ cho rằng Son không đóng góp gì được cho đội tuyển ngoài việc khóc sau trận thua Ghana, đến mức Son Heung-min đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ ở quê nhà. Thực tế Hàn Quốc chơi không quá tệ, họ chơi sòng phẳng trước một đội bóng giàu truyền thống như Uruguay. Sau đó 4 ngày, đội bóng từ xứ sở Kim Chi lại có một trận đấu đầy cảm xúc trước Ghana và chỉ để thua một cách đầy đáng tiếc. Son Heung-min không có phong độ tốt nhất trong 2 trận vừa qua. Thay vào đó, tiền đạo Chu Gwee-sung lại gây ấn tượng mạnh với một cú đúp trong trận gặp Ghana. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể mang về quyền tự quyết cho Hàn Quốc. Với vỏn vẹn 1 điểm, đại diện từ châu Á đang xếp thứ 3. Nếu muốn đi tiếp, Hàn Quốc bắt buộc phải giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, một nhiệm vụ không hề dễ dàng dành cho Son Heung-min và các đồng đội. Chưa bàn đến chênh lệch trình độ giữa hai bên, Hàn Quốc đang liên tục nhận tin dữ về mặt lực lượng. Theo Cho Son Ibo, trung vệ trụ cột Kim Min-ji sẽ ngồi ngoài vì chấn thương. Ngoài ra hậu vệ Kim Jin-su, người đã bị chấn thương gần khuèo trước khi lên đường sang Qatar, nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục. Đó là còn chưa kể huấn luyện viên Paulo Bento sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đối đầu với đội bóng quê hương của ông. Và dẫu có được chiến thắng trước Bồ Đào Nha, Hàn Quốc vẫn phải chờ đợi kết quả trận đấu còn lại mới biết được tấm vé thứ hai có thuộc về họ hay không. Nếu Ghana và Uruguay hòa nhau, hai đội Hàn Quốc và Ghana có cùng 4 điểm. Để đi tiếp, Hàn Quốc phải thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn trở lên. Khi đó hiệu số bàn thắng bại của họ tối thiểu là dương 1 hơn Ghana. Nếu thắng với cách biệt tối thiểu, Hàn Quốc phải ghi được nhiều bàn để số bàn thắng nhỉnh hơn Ghana. Hiện tại Hàn Quốc có 2 bàn, còn Ghana ghi được 5. Nếu Uruguay đánh bại Ghana, họ và Hàn Quốc sẽ có cùng 4 điểm. Lúc này lợi thế thuộc về đại diện châu Á khi họ nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Và dĩ nhiên trong trường hợp không giành chọn 3 điểm, Hàn Quốc sẽ nói lời tạm biệt với World Cup 2022. Ở trận đấu còn lại của bảng H, cả Ghana và Uruguay đều còn cơ hội giành vé vào vòng knockout.
một cuộc đối đầu hứa hẹn vô cùng kịch tính, khi trình độ hai bên không quá chênh lệch. Bên cạnh đó, hẳn người hâm mộ Ghana vẫn chưa quên được trận thua cay đắng tại tứ kết của World Cup 2010. Chắc chắn những ngôi sao đen rất muốn trả lại món nợ 12 năm trước. Và còn màn trả thù nào ngọt ngào hơn bằng cách tiễn Uruguay ra khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ghana đang dần chứng minh họ là một trong những đội châu Phi đáng xem nhất tại kỳ World Cup năm nay. Những ngôi sao đen chơi đối công sòng phẳng với Bồ Đào Nha và cả Hàn Quốc, trong đó chiến thắng ấn tượng trước đội bóng xứ Kim Chi đã giúp Ghana lội ngược dòng trên bảng H. Hiện Ghana đang đứng thứ hai với 3 điểm và nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu đánh bại được Uruguay, Ghana chắc chắn có vé vào vòng knock-out mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Nếu chỉ có được kết quả hòa, những ngôi sao đen vẫn sẽ tiến vào vòng 1/8 nếu Hàn Quốc không làm nên bất ngờ trước Bồ Đào Nha. Trong trường hợp Hàn Quốc giành chiến thắng, vị trí nhì bảng sẽ được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại, lúc đó sẽ có rất nhiều biến số có thể xảy ra. Và nếu thất bại, Ghana chắc chắn sẽ bị loại. Thầy trò huấn luyện viên Otto Addo chắc chắn sẽ không muốn lần trở lại World Cup của họ diễn ra quá ngắn ngủi. Ghana sở hữu hàng công khá chất lượng khi họ ghi đến 5 bàn sau 2 trận. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng từ châu Phi cũng tỏ ra mong manh và lọt lưới với con số tương đương. Đối đầu với dàn hỏa lực được đánh giá cao như Uruguay sẽ là một thách thức không hề nhỏ dành cho Thomas Partey và các đồng đội. Dẫu vậy, Ghana có quyền tự tin trước thềm cuộc đối đầu này. Họ đã ghi bàn trong 7 trận gần nhất tại World Cup. Nếu ghi bàn ở trận tiếp theo, họ sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 8 trận của Nigeria và trở thành một trong hai đội bóng châu Phi làm được điều này. Bên cạnh đó, Uruguay đang là nỗi thất vọng lớn tại World Cup năm nay. Họ đặt chân đến Qatar với niềm tin sẽ tiến xa tại Qatar. Bởi xét trên lý thuyết, họ là đội bóng mạnh thứ hai của bảng đấu. Đồng thời, trong tay huấn luyện viên Diego Alonso sở hữu dàn pháo hạng gồm những Suarez, Cavani, Darwin Núñez hay là Valverde. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng, La Celeste lại chưa thể có được chiến thắng nào, thậm chí là bàn thắng nào ở trên đất Qatar. Bị Hàn Quốc cầm hòa và thua đau trước Bồ Đào Nha khiến Uruguay rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn có 1 điểm thôi. Vì vậy, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, Uruguay bắt buộc phải giành chiến thắng trước Ghana. Đồng thời, họ sẽ phải mong Hàn Quốc không thắng được Bồ Đào Nha. Vấn đề của Uruguay nằm ở việc các chân sút của họ vẫn chưa đạt phong độ cao nhất. Trong trận gặp Bồ Đào Nha, họ liên tục tạo ra những tình huống sóng gió đến khung thành của Diego Costa, nhưng không có cơ hội nào trở thành bàn thắng. Với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng, thậm chí thắng thật đậm, một thế trận tấn công sẽ được Cavani và đồng đội hướng tới ngay từ đầu. Vì vậy, dàn sao trăm triệu đô của Uruguay cần chỉnh đốn thước ngắm của mình trong trận gặp Ghana. Song song với đó, Uruguay cần chống phản công tốt, khi Ghana rất đáng gờm ở những cú hồi mã thường ở tốc độ cao. Hai cặp đấu bảng H sẽ là lời kết cho vòng bảng World Cup 2022, sẽ có hai đội đi tiếp, đồng thời hai cái tên sẽ ra về. Chắc chắn đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất trên đất Qatar năm nay, bởi rất có thể đó sẽ là lần cuối chúng ta được chứng kiến những bước chạy cuối cùng của các ngôi sao hàng đầu thế giới tại vũ đài của bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2022. Liệu đó sẽ là Son Heung-min, Cavani, Suarez hay Thomas Partey? Câu trả lời sẽ được hé lộ vào ngày mai. Sau khi xem xong video này thì các bạn hãy vào phần link ở mô tả cũng như là phần link ở comment game của video này để cùng tham gia chơi dự đoán cùng bình luận viên Anh Quân và nhận những phần quà thú vị nhé.